Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hey, xin chào các bạn đến với kênh CD2 Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái thông tin khá là mới, mình mới vừa nhận được trên YouTube. Đó là kênh những cái kênh YouTube của thầy Dương Trung Hiếu đã được khôi phục lại hoàn toàn. Sau 4 tháng thầy Hiếu kiên trì kháng cáo thì đây thực sự là một cái tin rất là vui cho chúng ta, bởi vì thầy Hiếu nổi tiếng là làm những cái kênh YouTube về content, dạy YouTube, livestream hình ảnh của thầy hướng dẫn làm YouTube. Sau khi thầy bị mất những cái kênh dạy YouTube đó, rất là nhiều người làm YouTube hoang mang bởi vì không hiểu vì sao thầy dạy YouTube, thầy làm content mà lại bị mất kênh. Thì mình đã xem những cái video mới nhất của thầy Hiếu giải thích rõ về vấn đề này, vì sao thầy Hiếu bị mất kênh và làm như thế nào thầy Hiếu lấy lại được tổng cộng đến 6 kênh trong suốt thời gian 6 tháng kháng cáo. Rồi thì đây là các cái kênh YouTube mà thầy Hiếu đã lấy lại được đấy các bạn. Thực sự rất là tuyệt vời, những cái tin này mình rất là vui. Đầu tiên là kênh Hiếu YouTube tư duy tích cực ha. Kênh này là một kênh cũng khá là hay về dạy YouTube. Thầy Hiếu kênh này đạt được đến 14,3 nghìn người xem ha. Rất là nhiều người đăng ký kênh, nên khi mất cái kênh này thực sự rất là đáng tiếc. Thứ hai, mỗi kênh khác cũng rất là nổi tiếng về những cái video dạy YouTube, đó là Hiếu MMO gieo hạt thành công. Kênh này thì nhiều lượt đăng ký hơn, đến 23.600 người đăng ký luôn, rất là nhiều. Và mới đây thì YouTube đã trả lại cho thầy hai kênh này. Và mình vào kênh này mình xem cái video lâu nhất, cái video cũ nhất thầy Hiếu đăng cách đây là 3 tháng. Tức là từ lúc mất kênh đến bây giờ là khoảng hơn 3 tháng rồi. Tức là trong thời gian đó thầy Hiếu kháng cáo rất là nhiều. Và mình có xem cái video của thầy, xem cách thầy kháng cáo như thế nào. Qua cái video này mình cũng sẽ chia sẻ cho bạn những gì mình học hỏi được qua những cái nội dung thầy chia sẻ về cách kháng cáo và lấy lại những kênh này một cách thần kỳ như thế nào ha. Rồi, thì các bạn lưu ý là khi mất một kênh YouTube các bạn nhớ cho mình nha. Đây là điều mà thầy Hiếu cũng đã dạy luôn. Các bạn phải thật bình tĩnh ha, xác định rõ là kênh của các bạn bị gì mà bị mất. Nếu như kênh của các bạn rà soát lại, nếu như các bạn biết lý do chính xác cái kênh YouTube các bạn bị mất là do các bạn vi phạm chính sách YouTube, như các bạn đã vô tình lấy nội dung bản quyền làm video, hoặc là bị bản quyền âm nhạc, hoặc là vi phạm về chính sách hình ảnh, chính sách nội dung video, thì khi bị tắt kiếm tiền thì các bạn phải xác định rằng cái việc kháng cáo là gần như là rất là khó khăn ha. Tỷ lệ phần trăm mà các bạn lấy lại được kênh rất là thấp. Rồi còn một cái trường hợp nữa là nếu như các bạn làm chỉnh chu video, các bạn làm content vlog như thầy Hiếu ha, thì khi các bạn mất kênh các bạn hãy bình tĩnh. Đây là cái cách thầy Hiếu đã làm nè các bạn. Đầu tiên thầy Hiếu rất bình tĩnh, thầy Hiếu tạo một kênh YouTube mới. Trong quá trình vẫn tiếp tục kháng cáo lấy lại những kênh cũ thì thầy Hiếu đã tạo một kênh mới. Và trên màn hình của mình, đây là cái kênh mới thầy Hiếu tạo cách đây 3 tháng khi nhận được cái tin bị mất những kênh chủ chốt. Thật sự mình rất là nể cái tinh thần làm việc của thầy. Chỉ trong vòng 3 tháng thầy Hiếu đã làm một kênh mới, đó là Mr. Hiếu YouTube. Và được xem bây giờ nó cũng khá là ổn và được đăng ký là hơn 3.000 người xem rồi, 3.000 người đăng ký rồi. Và cái kênh này đặc biệt đã bật kiếm tiền, như các bạn thấy. Đây là một cái điều chúng ta cần phải học hỏi thầy Hiếu, đúng không? Tức là khi các bạn bị thua một cái kênh nào rồi thì các bạn hãy lập một kênh mới. Các bạn sẽ, thứ nhất là các bạn sẽ không bị nhàm chán, các bạn không có bị bỏ cuộc, bởi vì các bạn vẫn có một cái gì đó để các bạn phấn đấu, các bạn làm, đó là cái kênh mới này. Trong khi đó các bạn vừa phát triển kênh mới này, các bạn vừa tìm cách để các bạn tìm cách để kháng cáo lấy lại cái kênh YouTube mà các bạn bị mất nếu như các bạn thực sự bị oan. Đó, đó là cái cách thầy Hiếu đã chia sẻ về cái việc lấy lại kênh này. Và mình cũng đã kinh nghiệm cái này rất là nhiều rồi. Và mình nhớ là trong cái những cái clip về cách kháng cáo YouTube, mình nhớ mình có hướng dẫn rồi ha. Cách kháng cáo kênh YouTube CD2 Studio.
đây, ẩm thực Tam Mau, cách kháng cáo kênh bị tắt kiếm tiền đó, mình cũng có hướng dẫn rồi ha. Nếu như các bạn chưa xem có thể tìm lại những cái clip này, nhớ là để thêm cái tên kênh của mình vào để tìm lại cái nội dung mình đã chia sẻ. Và hôm nay mình sẽ cho bạn một cái bằng chứng thiết thực hơn, đó là ảnh chụp những cái Gmail của mình trên chính cái kênh của mình đã bị tắt kiếm tiền, và quá trình mình kháng cáo YouTube như thế nào để lấy lại cái kênh đó bật kiếm tiền, đến thời điểm hiện nay là vẫn kiếm tiền bình thường. Ok, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn thấy rõ luôn nha. Đây, đây là cái màn hình mình chụp từ cái email kênh YouTube của mình. Kênh này mình làm cách đây khá lâu rồi, và mình bị tắt kiếm tiền vào thời điểm là 27 tháng 9 2018, và YouTube gửi cho mình một cái email như thế này. Đây là một cái email chúng ta thực sự không mong muốn nhận được, đúng không? Đó, nó báo là nội dung đang vi phạm chính sách gì đó đó, nói chung là nó cứ đổ lỗi cho mình là vi phạm chính sách gì, mà thực sự mình hỏi thì YouTube không bao giờ chỉ rõ là cái là video nào hoặc là cái chính sách nào chúng ta đang vi phạm đó. Và cái này các bạn không quan tâm bởi vì cái nội dung nó như nhau thôi, nhưng các bạn sẽ quan tâm một cái dòng đó là nè, mặc dù bị tắt kiếm tiền nhưng YouTube cho bạn 30 ngày để kháng cáo lại, để có một cơ hội để bật kiếm tiền lại đó. Nhớ cái câu này nha, nếu như nhận được cái email này có chữ 30 ngày này thì hãy làm như thầy Hiếu ha, cũng như giống như làm như mình nè. Mình đã có kinh nghiệm về kháng cáo lấy lại kênh khi bị tắt kiếm tiền. Thứ nhất bình tĩnh, thứ hai rà soát lại nội dung xem có thực sự vi phạm hay không. Nếu như không vi phạm thì hãy làm cái bước tiếp theo đây. Các bạn nhìn lại nha, mình bị tắt kiếm tiền vào ngày 27 tháng 9 2018, và mình gửi kháng cáo cho YouTube nè, mình chỉ gửi email support cho nó, gửi trực tiếp cho YouTube thôi đó. Mình gửi là ngày 4 tháng 10 2018, mình gửi một cái email, các bạn gửi tiếng Việt cũng được đó. Kênh video sáng tạo content mà bị mất tính năng kiếm tiền đó, mình cứ gửi cho YouTube như vậy. Và mỗi cái email mình đều đính kèm cái hình ảnh đúng y như thầy Hiếu nói luôn, chúng ta cũng phải chụp ảnh ảnh cái kênh, cái trạng thái kênh của các bạn hiện tại đang tốt, và ảnh số lượt đăng ký, số lượt subscribe của kênh của các bạn ha, chụp và đính kèm vào đây đó, đính kèm vào những cái nội dung email các bạn kháng cáo. Đây, 4 tháng 10 gửi và không có thấy động tĩnh gì, ngày 5 mình gửi tiếp một cái, mình vẫn không thấy không động tĩnh gì. Rồi, các bạn thấy số 11 này, tức là YouTube nó có trả lời mình, nó có trả lời mình 10 cái email nhưng mà nó nói chung chung tự động thôi, không có giải quyết được chuyện gì hết. Nó cứ nói mình hãy liên hệ support YouTube trực tiếp để hiểu rõ hơn gì đó. Nói chung là nó không có giải quyết gì được trong cái vấn đề tắt kiếm tiền của chúng ta hết. Và đến cái thời điểm này chúng ta rất là dễ nản, bỏ cuộc và nhằm sẽ rơi vào cái tình trạng là chán nản, không muốn làm nữa. Tuy nhiên các bạn hãy bình tĩnh ha, cứ kháng cáo đúng như thầy Hiếu nói, muốn lấy lại kênh bật kiếm tiền thì hãy bình tĩnh và hết sức kiên nhẫn ha. YouTube không thể nào trả kênh cho bạn trong một tháng hoặc là 2 tháng, có thể đến 3 tháng, thậm chí lâu hơn, bởi vì không phải một kênh bị tắt kiếm tiền kháng cáo mà rất nhiều kênh cùng lúc kháng cáo YouTube. YouTube không thể nào có đủ nguồn nhân lực mà ngồi đó kiểm tra từng kênh, nên các bạn phải đợi thôi. Đây, ngày 5 gửi không được gì hết, cái ngày đến ngày 22 tháng 10 2018, mình tiếp tục gửi một cái email đến email support trực tiếp của YouTube này, Creative Support YouTube đó chấm cơ. Email này hình như mình có để cho các bạn ở cái video trước rồi, cái email mà kháng cáo này, nếu như các bạn chưa thấy email đó thì có thể comment dưới video này, mình sẽ gửi lại cho các bạn. Đây, mình cứ viết tiếng Việt thôi, ngày 22 tháng 10 gửi cũng không có gì. Rồi, đến 2 tháng sau vẫn không có chuyện gì xảy ra, mình tiếp tục gửi tiếp một email bằng tiếng Việt nè, đó, viết tiếng Việt luôn, và có 5 cái email trả lời của YouTube. Và đây là cái email cuối cùng mình gửi cho YouTube kháng cáo về cái việc bật lại kiếm tiền cho kênh. Và thật may mắn thì chỉ một tuần sau và mình nhận được một cái email như thế này, đúng vào cái dịp YouTube xét duyệt chuẩn bị tổng tiền á, thường là tổng tiền ngày 12, thì cái email này mình nhận ngày 10 hay 11 gì đó mình không nhớ rõ, thì YouTube gửi cho mình là mình được approve lại cái thức kiếm tiền. Và giống y như là cái thông báo này, nó giống y như cái thông báo mà chúng ta đủ điều kiện bật kiếm tiền gửi YouTube xét duyệt lần đầu tiên đó. Và đây là cái thông báo YouTube gửi cho mình, và tự động kênh của mình được bật kiếm tiền như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Thật sự rất tuyệt vời, đúng không bạn? Đó, đó là cái mình
thực sự kinh nghiệm về cách kháng cáo YouTube khi các bạn bị tắt kiếm tiền. Đó, các bạn nhớ cho mình nha. Và qua cái nội dung hôm nay thì tóm lại mình muốn chúc mừng thầy Hiếu cũng như những bạn yêu thích nội dung của thầy Hiếu rằng là những cái kiến thức của thầy Hiếu chia sẻ thực sự rất là giá trị và nội dung tồn tại lâu dài. Và một cái điều quan trọng các bạn nhớ rằng làm content thì bao giờ cũng an toàn hơn tất cả những cái nội dung khác. Thì các bạn thấy cho dù mất kênh hoặc là cho dù tắt kiếm tiền thì chúng ta vẫn còn đường chúng ta kháng cáo và chúng ta lấy lại kênh. Như kênh của mình cũng là hướng vlog content chứ không phải re-up bán content gì cả. Nên cái việc mình lấy lại tắt kiếm tiền nó cũng giống như trường hợp của thầy Hiếu. Đó, nên hãy làm vlog nếu như có thể ha. Hãy làm vlog để những cái trường hợp xấu nhất xảy ra chúng ta vẫn còn đường chúng ta khôi phục lại. Nếu như các bạn làm những cái mảng khác thì khi những cái trường hợp xấu này xảy ra thì chắc chắn rằng các bạn sẽ rất khó để lấy lại được cái trạng thái ban đầu của kênh. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái clip này đó là cái quy trình và cái cách để bạn có thể kháng cáo YouTube nó đúng trình tự và nó đúng cách để chúng ta có thể dễ dàng lấy lại kênh nếu như thật sự cái việc mà bị tắt kiếm tiền này đang là một cái không đúng trên kênh các bạn. Ok, thì đây là toàn bộ cái nội dung mình chia sẻ trong cái clip này. Nếu như các bạn có câu hỏi gì hoặc là có ý kiến gì về cái nội dung hôm nay, chúng ta có thể comment ở dưới video này, hãy cùng thảo luận sau cái clip này. Và các bạn đừng quên like video cũng như chia sẻ video giúp mình. Và nhớ nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình ha, để mình có động lực làm clip tiếp theo cho các bạn xem. Rồi hẹn bạn ở clip sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái nội dung tuyệt vời về kiếm tiền trên YouTube khác nha. Xin chào.